Ồ, cái này của Trung Quốc hả? Chơi bốt 310 của Trung Quốc hả? Máy trên này. Ok. Cao là 1m020mm. Ba chân nặng nửa ký, 420g. Rất là gọn. Đây. Một cái chân. Cái đồ điều khiển. Phải mà chúng ta trên mặt phẳng này gồ ghề, ở đây nó có giống như là cái đầu đo để cân bằng cái mặt phẳng. Cái này thì để gắn được điện thoại thôi, máy chụp hình thì được cỡ nhỏ, lớn quá thì nó đứng mẻ rồi. 3 kg kéo dài đó. Để gắn điện thoại ở đây. Không biết để điện thoại bự vô được không ta? Một cái này là xài Bluetooth để chụp hình và quay video. Điện thoại này là có thể điều khiển từ xa, không biết bán bán kính được bao nhiêu mét thôi. Đây nó có ghi remote sách remote sách máy in Vina hả? Rồi đó nguyên bộ gầm lên, giá trên thị trường như này chỉ có 60.000 hả, cộng phí để giao nhận là 12.000, giao cấp tốc vòng 2 tiếng hồ. Rất là tiện gọn ha. Mặt
bên luôn hả? Phải vô cái cách liên để nhận diện cái Bluetooth đó, bắt đầu là mở cái Bluetooth này lên. Mấy cái này có pin không? Pin đầy không? Nè, bật ra cái này giúp chớp lên là bắt đầu hiện tín hiệu này, hiện tín hiệu Bluetooth lên đó. Nhìn đây là nó hiện cái gì đây? Connection, connected device. Anh chưa? Bluetooth connected device. Có nghĩa là cái thiết bị đã được kết nối rồi đó. Đúng không? Bây giờ mình thử chụp tấm coi. Nha, bây giờ vô cái máy chụp hình, quay ngược lại đây đó. Giả bộ giờ bấm cái này, bấm chụp cái là có luôn nha. Cái này là nó có hai chế độ camera với lại một cái chế độ là Android để chụp hình rồi quay phim ở đâu. Ok, ví dụ như này để chế độ photo bắt đầu chụp nha, thử nha. Đúng rồi nha. Ok, rồi không thấy tín hiệu gì vậy. Pair to new device. À, nó có cái AB phải không? Sau khi mà nó hiện sau khi mà mình mở cái thiết bị mà điều khiển từ xa chụp hình nè, nó phải chớp cái đèn này lên thì vô cái bộ phận mà Bluetooth của máy nè thì nó mở lên, nó hiện lên là cái AB setter, nên là phải click vô cái AB setter đó, bắt đầu nó sẽ kết nối, chờ nó kết nối. Bây giờ mình mới mở camera ra. Đây, thử chụp hình nè. Thử rồi. Ơi, sử dụng cái này từ xa nhé. Ok, nó đã chụp. Rồi, mình thử mở cái này ra coi. Coi nó lưu rồi chưa? Đó, nó lưu rồi, hình đó. Ok, hoàn tất. Go. Một cầm lên. Cao lên này, cứu trong luôn này. Cứu trong luôn này, cứu trong luôn. Phúc.